với mọi người một bản làng ở Mường Nhé. Đẹp quá mọi người ơi, đẹp quá, một khung cảnh yên bình thoáng, năm chiều đang bay lên rất là đẹp. Xa xa là những mái nhà của người dân tộc Thái, ở bên dưới có một dòng suối và có những cái bánh xe quay nước, một khung cảnh rất là yên bình mọi người ơi. Bản làng ở Mường Nhé, Điện Biên phủ.